Dạ rồi, xin thân ái mến chào với cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và năm mươi cây kiểng trên cả nước ha. Rồi hôm nay thì cây mai vàng Bến Tre có tiếp tục ghé vườn của bạn Nam em. Bạn Nam giới thiệu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai con quấn rễ ôm từ hạt thủ đức. Thì kính mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị gần xa ạ. Không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam giới thiệu và giao lưu nha cô chú anh chị. Dạ rồi, chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay đến với kênh thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai con ha. Ươm hạt từ hạt thủ đức nha cô chú anh chị. Rồi. Thì hôm nay bạn giao lưu mai con này có được có bao nhiêu mức giá bạn? Rồi thì lô này thì giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Có hai mức giá nha cô chú anh chị. Rồi. Là mấy ngàn với mấy ngàn bạn? À loại 5.000 là 7.000 nha cô chú anh chị. Rồi, loại 5.000 chắc cái cây bạn đang cầm ra hả? Đúng rồi. Đây, thì loại 5.000 thì nó cao tầm khoảng từ 3 tấc tới 4 tấc nha cô chú anh chị. 3 tấc tới 4 tấc cái gốc này mập nha cô chú anh chị. Mình trồng thả vườn á là từ 3 4 tấc là nó ngon rồi cô chú anh chị. Mình đắp cái mô lên á, nó cao cao cỡ này nè cô chú anh chị, là mình trồng lên như vậy là nó dễ bung tàn lắm cô chú anh chị. Rồi, cái này bạn mình quấn rễ kiểu gì bạn? Cái này thì lô này quấn rễ lò xo nha cô chú anh chị. Lò xo thì 2 vòng 3 vòng 4 2 vòng 3 vòng ha. 2 vòng nè. Này 3 vòng nè. Này quấn rễ lò xo nè cô chú anh chị ha. Đó. Cái loại này là 5.000 phải không bạn? 4 vòng luôn nè. Loại này thì giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 5.000 một cây ha, là từ 3 tấc đến 4 tấc. Là 100 cây mình có bao ship không bạn? 100 cây thì bên em sẽ bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi. Còn cái loại 7.000. Loại 7.000 thì loại 7.000 thì cao từ 4 tấc đến 6 tấc nha cô chú anh chị. Rồi. Đây là loại 7.000 ha. Gốc cũng khá lớn nè cô chú anh chị. Cái này thì cũng quấn lò xo luôn cô chú anh chị ha. Lò xo 3 vòng, 2 vòng ha. 4 vòng luôn cũng có nè ha. Cũng có 4 vòng luôn. 1 2 3 4 vòng luôn. Đây nè cô chú anh chị ha. Cây rất là khỏe đẹp luôn cô chú anh chị, xanh mướt luôn nè cô chú anh chị ha. Đó, cây rất là khỏe luôn ha. Nó đang bung nhánh nè cô chú anh chị, bung nhánh bung tược nè. Đó, mình về mình trồng vườn nó rất là ok ha. Cái gì về trồng vườn là chuẩn rồi nha cô chú anh chị. Rồi, cái này là mình đo găng tay thử các bạn. Cái này thì chiều cao nó thì tầm khoảng từ 4 tấc tới 6 tấc nha cô chú anh chị. Rồi, 4 tới 6 tấc. 6 tấc. Giá 7.000 cây ha. 7.000. Còn từ 3 tấc đến 4 tấc là 5.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này thì là 7.000 mình ship từ bao nhiêu cây và mình 5.000 7.000 là mình ship từ bao nhiêu cây và mình bao ship từ bao nhiêu cây bạn? À cái này thì em ship từ 50 cây. 50 cây trở lên em sẽ ship hàng cho cô chú anh chị nha. Rồi. Mà từ 100 cây trở lên á thì em sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Dưới 100 cây thì em sẽ không bao ship nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này là 100 cây trở lên thì bên vườn bạn Nam sẽ bao ship, còn dưới là không bao ship nha cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi bên ngoài cái này thì mình còn lò quấn rễ nào ở vườn mình, còn là những lò quấn rễ nào khác nữa không bạn, hay là chỉ có lò xo con ốc này thôi? Ngoài cái lò ngoài vườn thì em còn có quấn rễ bí nha cô chú anh chị. Rồi mình có gắn gồng bím nữa không bạn? Gắn gồng bím là vẫn có một cái lô khác nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị mình á có muốn mua cái loại mà gắn nè, gồng nè, bí nè hay là bính thì cứ liên hệ với alo của em ha. Alo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Em sẽ gửi hình trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Rồi. Cái lô này á, thì em có quấn rễ bí, bí nhỏ hay bằng cái lô này thì giá bí á, là 12.000 một cây nha cô chú anh chị. Rồi, bí là 12.000 một cây nha. 12.000 một cây em gửi hàng cho cô chú anh chị từ 30 cây trở lên ha. Rồi. Mình có kiểu chó rồi không bạn, kiểu thú rồi không? Có luôn nha cô chú anh chị. Thì cái đó giá thì giá thì cái lô của cô chú anh chị các bạn Zalo đi. Em sẽ gửi hình cho cô chú anh chị mình xem. Dạ. Rồi. Thì ở vườn bạn Nam cũng còn rất là nhiều mẫu quấn rễ đó cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo với bạn Nam để bạn Nam gửi cho cô chú anh chị mình xem ha. Tại vì thì hiện tại ở vườn này thì chỉ có là cái lò quấn rễ này thôi. Còn là quấn rễ bí tại kia thì sẽ có clip sau. Bên em cũng sẽ giới thiệu lên cho cô chú anh chị mình. Nhưng mà ví dụ như là cô chú anh chị mình muốn mua thì cô chú anh chị mình không chờ clip được thì cô chú anh chị mình cũng có thể liên hệ với số điện thoại của bạn Nam để bài kết bạn Zalo và bạn Nam gửi hình cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị gần xa mình có thể biết được cái hình dạng nó như thế nào ha, chiều cao như thế nào như thế nào. Mình liên hệ trực tiếp với bạn Nam để bạn Nam trao đổi nha cô chú anh chị. Rồi cái này bạn Nam không còn giới thiệu nữa thì bạn Nam ơi, bạn chào hết giùm mình để bạn Nam ơi. Rồi,
kính chào cô chú anh chị ha. Thì cũng chúc cô chú anh chị mới là vui vẻ ha. Mong được cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Dạ rồi, em cũng thay mặt cho kênh Mai Vàng Bánh Tre cũng như là bạn Nam gửi lời chúc sức khỏe tới quý cô chú anh chị. Kính chúc quý cô chú anh chị mình có một năm mới an khang thịnh vượng, nhận sự như ý ha. Rồi em cũng xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip tiếp theo ạ.